Yang Cun Sǒu Hù Zhe Sì. Cừu vui vẻ và sói xám, người bảo hộ của làng. Tập 19. Tình cha con. Trưởng thôn đã có kết quả chưa? Tuy rằng tốc độ lây lan khá chậm, nhưng mà tay phải của cậu bây giờ đang có hiện tượng cơ khí hóa rồi. Cái gì? Gây ra được tổn thương nặng nề tới vậy, chỉ có thể là do người thần bí đó gây ra thôi. Cậu có nhớ tại sao mình lại bị thương không? Lẽ nào là khi... Vậy chẳng lẽ sau này sói xám sẽ biến thành người máy sao? Hiện giờ ông cũng chưa có kết luận gì. Tớ sẽ có thể biến thành người máy sao? Khó khăn lắm mới có thể cải thiện quan hệ với con trai tốt hơn một chút, còn chưa được gặp lại Hồng Hồng nữa. Đừng lo lắng, tạm thời cậu hãy chuyển đến làng Cừu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu phương pháp điều trị. Nhưng tôi lo sợ tới một ngày nào đó lỡ như tôi không khống chế được bản thân nữa thì tôi có thể làm hại mọi người. Yên tâm đi, chúng tớ sẽ túc trực bên cạnh cậu, canh giữ 24/24 giờ luôn. Người ta không phải là quái vật đâu. Vậy được rồi. Tiến sĩ, tôi đã điều chỉnh lại các dữ liệu bất thường của Hắc Toản rồi. Ta vẫn rất hiếu kỳ, Hắc Toản rõ ràng đã hoàn toàn trở thành người máy rồi, tại sao còn nảy sinh tình cảm chứ? Hơn nữa, các mảnh vỡ đá ngôi sao còn có thể ảnh hưởng đến cả cơ thể sống sao? Thú vị, đúng là thú vị. Sói nhỏ, con cứ ở đây đợi ba nhé. Ba ơi, ba ơi. Ba! Lại là giấc mơ này. Con trai, con thức dậy rồi sao? Ba... Muốn gì thì ba cứ nói đi. Tạm thời ba sẽ chuyển về làng Cừu ở một khoảng thời gian. Vậy sao? Con nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Muốn đi thì cứ đi đi, dù sao con cũng quen rồi. Không, ba chỉ... Muốn đi thì cứ đi đi, dù sao con cũng đã quen rồi. Yên tâm đi, trưởng thôn, cháu đã từng đi qua con đường này rồi. Anh Cừu vui vẻ. Sói nhỏ, sao em lại ở đây? Sói xám đâu? Em nghe nói ba chuyển đến làng Cừu. Ba em có chuyện gì sao ạ? Sói xám không cho em biết sao? Thật là ngưỡng mộ mà. Ba ơi, nhận lấy này. Xem ba đỡ lấy này. Nè, nè anh ơi, anh không sao chứ? Thật ngại quá, đã làm phiền rồi. Trả cho hai người đây. Cảm ơn, cảm ơn. Quái vật kìa. Quái vật? Lẽ nào mình đã bị cơ khí hóa hoàn toàn rồi sao? Đây là... Sự việc chính là như vậy đó. Lúc nào ba cũng muốn giữ mọi chuyện cho bản thân hết. Mau chạy đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Cứ vui vẻ, mảnh vỡ xuất hiện rồi. Cậu mau tới công viên trung tâm giúp đỡ đi. Đã nhận được. Sói nhỏ, anh đi đến giúp sói xám đi. Em tìm chỗ nấp đi nha. Anh cười vui vẻ. Có quái vật, cứu tôi với. Cứu với, có quái vật kìa. Cứu tôi. Cứu tôi. Có quái vật.
Có tôi ở đây, mọi người sẽ không có chuyện gì đâu. Ui da, dám đánh lén ta sao? Ta không tha cho ngươi đâu. Ta giận rồi đó. Ui da, ôi tay của mình. Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Ôi da, đây là keo dính sao? Còn có thể phục hồi lại sao? Lấy nào là vậy chứ? Cứu tôi với! Cậu vui vẻ. Soi xám, cậu không sao chứ? Tớ không sao đâu. Con quái vật keo này còn có thể tự phục hồi đó. Soi nhỏ, sao em lại tới đây? Ở đây rất nguy hiểm. Đúng đó, con mau tìm chỗ an toàn nấp đi. Người cần rời khỏi phải là những người đang bị thương mà cứ cố tỏ vẻ mạnh mẽ kìa. Nhưng mà đó là gì vậy? Con quái vật này có thể tự hồi phục sao? Lẽ nào thứ đó chính là phần lõi của nó sao? Xóa nhỏ, xóa xám giao lại cho em nha. Bà phải tới đó giúp đỡ mọi người mới được. Không được, bà đã bị thương như vậy rồi, đến lúc đó có thể giúp được gì chứ? Nhưng chỉ có một mình cừu vui vẻ thì không thể đánh lại được đâu. Nguy hiểm! Ba ơi, không ổn rồi. Sói nhỏ, con mau buông tay ra đi, con sẽ bị kéo theo vào đó. Con không muốn. Sói nhỏ à, tiêu rồi. Sói nhỏ, sói nhỏ, đừng sợ, bà sẽ tới cứu con ngay đây. Tiêu rồi. Không sao, không sao đâu. Con trai, con cố gắng chịu đựng một chút. Cứ trốn như thế này cũng không phải là cách. Phải mau chóng tìm được vị trí phần lõi của nó mới được. Cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động được. Con trai, con trai, con cố chịu một chút nữa thôi. Đừng cố cử động nữa. Tay của bà. Không được, bà hứa với con, bà nhất định sẽ cứu con ra khỏi đây. Đợi ba nha. Lừa người, lừa người, đều là lừa người. Nếu không làm được thì tốt nhất là đừng có đưa ra lời hứa. Cái gì mà sẽ trở về ngay? Nhất định sẽ trở về chứ. Suốt 15 năm nay dù không có ba ở đây thì con vẫn có thể tự sống rất tốt đó thôi. Lúc nào cũng thích đem hết mọi trách nhiệm đổ dồn vào mình. Thích thì tự dưng xuất hiện, không thích thì đột nhiên biến mất. Sói nhỏ, tại sao chứ? Ba có nghĩ tới cảm nhận của con và mẹ không? Sói nhỏ, ba ơi, ba ơi, sói nhỏ.
Sói nhỏ còn nói không sai. Suốt 15 năm nay, ba đã không ở bên cạnh hai mẹ con. Còn ghét ba cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Nhưng mà Ba ơi, ba đừng khóc mà. Sói nhỏ sẽ chờ ba trở lại. Xin lỗi con, sói nhỏ. Xin lỗi con. Ba ơi, bà có biết con và mẹ đã nhớ ba nhiều thế nào không? Sói nhỏ! Xin lỗi con trai. Lần này thì đó là sói xám. Con trai, bà nhất định sẽ không rời bỏ con và mẹ nữa đâu. Tìm thấy phần lỗi rồi. Được rồi. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đó. Ba, thật ra ba không cần dọn ra ngoài cũng được. Con có thể chăm sóc được cho ba. Sói nhỏ, con không trách việc 15 năm trước ba rời bỏ con và mẹ nữa sao? Con trách. Nhưng mà không phải lúc nãy ba đã nói rồi sao? Lần này ba sẽ không bỏ rơi con và mẹ nữa mà. Sói nhỏ, đừng có đột ngột chạy đến ôm con như vậy. Con đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Nhưng mà lần này ba nói được thì phải làm được đó nha. Ừ. Còn nữa, đây là alo. Thank you.